các bạn một ngày mới thật là vui vẻ an lành nhé. Hôm nay thì là một ngày đẹp trời, gia đình nhà mình có làm một món sữa trà, gọi là trà sữa trân châu các bạn nhé. Thì món trà sữa này thì gồm có trà sữa trân châu đen, mình mua cái hạt trân châu đen về gia đình nhà mình có nấu lên, và có sữa bột các bạn ạ, sữa bột và sữa con thọ. Và gia đình nhà mình có pha, thì hôm nay thì cái trà sữa trân châu thì có rất là nhiều gia vị, nhưng hôm nay thì gia đình nhà mình có ăn và làm bằng cái gia vị trà đào các bạn nhé. Gia vị trà đào này thì nó rất là thơm và hấp dẫn các bạn ạ. Các bạn cùng ăn với mình nhá. Ngon quá. Vừa ngon vừa thơm, dai dai của hạt sữa trân châu và mùi thơm quả trà đào và mùi ngậy của sữa các bạn nhé, sữa đặc có đường và sữa bột các bạn nhé, rất là ngon, rất là tuyệt vời, các bạn cùng ăn với mình ạ. Đó, các bạn ạ, cái sữa trân châu này nó có cái vị của trà đào, nó có cái vị của trà đào, cho nên là sữa lại ngậy ngậy, vẫn thơm, vừa ngon vừa